Thời tiết Tết Nguyên đán Giáp Thìn, miền Bắc có không khí lạnh. Chiều ngày 26 tháng 1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức hội thảo thông tin dự báo xu thế thiên tai 2024, khí hậu Tết Nguyên đán Giáp Thìn và triển khai kế hoạch phối hợp thông tin giữa cơ quan khí tượng Thủy văn với các cơ quan báo chí. Tại đây, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, từ ngày 20 tháng 1, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nước ta bắt đầu chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh nhất của mùa đông 2023-2024. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra rét hại trên diện rộng, nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C. Nhiều nơi vùng núi cao phía Bắc đã xảy ra băng giá. Dự báo trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng hiện nay có khả năng kéo dài đến ngày 28 tháng 1. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ ghi nhận được tại Mẫu Sơn là âm 2,9 độ C vào đêm 23 tháng 1. Thông tin về thời tiết dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cho biết, giai đoạn trước Tết, từ ngày 29 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2, tức 19 đến 26 tháng Chạp, nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn này chưa có đợt không khí lạnh mạnh nào tác động. Ở các tỉnh miền Bắc thời kỳ này trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều có thể hứng nắng, trời rét, ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 24 đến 25 độ, trời có nắng. Giai đoạn từ tuần gần và trong Tết, từ ngày mùng 6 đến ngày 12 tháng 2, từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, nên nhiệt độ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, có khả năng có không khí lạnh, nhưng ít khả năng có không khí lạnh mạnh như đợt vừa xảy ra, gây rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung. Vì vậy, thời tiết dịp Tết Nguyên đán, miền Bắc có khả năng rét nhưng ít khả năng rét đậm rét hại, ông Lâm nhận định. Đối với khu vực miền Trung, trọng tâm là khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, ít khả năng xảy ra mưa lớn. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng ráo. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, từ mùng 2 tháng 2, tức 23 tháng Chạp, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ chính thức phát tin dự báo thời tiết Tết Nguyên đán. Bản tin này sẽ cập nhật hàng ngày để người dân nắm được diễn biến thời tiết, có các kế hoạch đón Tết phù hợp.